Xe xe anh chị ơi. Đây, chú này đang coi chiếc 12.500.000 một Future quá đẹp luôn đó. 12.500.000 bán rồi. Zin toàn tập luôn á, xe zin toàn tập luôn đương bán. Đây ông chủ ông sáng sớm mình thấy anh Thái Bảo là anh chở từ một cái chiếc xe máy đang nhập về của cửa hàng anh em ơi. VIP ha, đây xe bán tải đây. Đây xe bán tải, xe tải còn nhỏ luôn. Thì hôm nay nhận được một tin báo gấp anh em ơi, là chuẩn bị tới cái dịp lễ này rồi. Thì trong ngày thứ năm á, anh em mình sẽ đăng vào clip buổi tối. Anh em nào có nhu cầu là sáng thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đến đây tất cả các dòng xe luôn. Là bây giờ anh Thái Bảo là bán rẻ đi anh, được không? Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Nói chung quy là sáu bảy nhật anh sẽ hỗ trợ khách hàng trong những ngày dịp liền nghỉ lễ hôm nay. Đúng rồi. Thì trong cái 30/4/1 năm này thì những vị khách hàng nào đã nhận lương đầu năm và Thái Bảo sẽ ủng hộ và giảm giá một chút đỉnh để cho anh em tới cửa hàng cho máy Thái Bảo. Thì anh báo trường vậy. Rồi. Để nói chuyện khách hàng luôn thôi, là đầu tiên cho cửa hàng xe máy Thái Bảo kính chào quý khách hàng, lời chào thân thương và lời chào trân trọng. Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ cửa hàng xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua, và Thái Bảo không gì hơn chúc quý khách hàng một ngày mới an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Dạ. Và vào dịp nghỉ lễ này quý vị anh chị hãy có thời gian rảnh rỗi cứ ghé cửa hàng xe máy Thái Bảo kiếm những chiếc xe nào mình đi làm hợp lý, và Thái Bảo ưu tiên cho anh chị mình những chiếc xe thân thương nhất đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo hôm nay. Dạ. Thì để review xe thì mình nói với địa chỉ là trở về với cửa hàng xe máy Thái Bảo là địa chỉ quen thuộc. Là số nhà 60 đường Bình Chiểu, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Và đặc biệt hôm nay Thái Bảo về một con Suzuki tải nhỏ chở được 5 chiếc quý vị anh chị. Nhưng mà chiếc xe này thì Thái Bảo chỉ ship xe phạm vi trong vòng 30 cây số giật về, với điều kiện là 2 chiếc xe. Thái Bảo có ship được, tại vì xăng dầu anh chị đổ, mà nếu mà anh chị cần thiết thì Thái Bảo sẽ ship cho anh chị luôn. Thì xe hỗ trợ anh chị mình những cái đoạn đường nhiều khi có công việc gấp hay là làm có cái gì đó đi lái xe không được. Thì cứ chốt qua online em sẽ ship xe tới nhà cho anh chị. Xe mới 100% anh chị, anh chị yên tâm, xe chạy tới nơi về tới chốn luôn. Sướng ấy em ơi. Hôm nay á, tại vì sao mình đến đây mình có một tin vui á. Coi như là anh em đến ví dụ ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật đi, thì cửa hàng Thái Bảo không những là giảm cái xe trên giá. Anh em đọc cái mật khẩu chợ Tây Ninh giảm 200 ngàn nữa được không anh? Được mà, anh sẽ hỗ trợ trong những dịp rồi, lễ. Ok. Nếu trong dịp lễ anh em tới mua xe, anh Thái tặng riêng một thùng bia bên nam. Còn bên nữ thì cũng tặng một phần quà tương tự như vậy. Thùng xe gơ đồng hoàng để anh em về nghỉ lễ rửa chiếc xe. Bài đi. Đúng rồi, anh sẽ hỗ trợ tặng thùng bia. Thật trong dịp lễ thì anh em đến cửa hàng xe máy Thái Bảo là vậy. Còn Thái Bảo, thưa quý anh chị, là cửa hàng xe máy Thái Bảo có ship xe trên toàn quốc nha anh chị. Yeah. Ship xe trên toàn quốc, những cái lĩnh vực xa còn gần thì hôm nay em đã có xe rồi, mà quý vị anh chị mua 2 chiếc thì em ship. Còn trên toàn quốc chỉ cần anh chị chuyển khoản cho em 1 triệu đồng, em sẽ ship xe tới địa phương của anh chị. 1 triệu đồng thôi thì anh chị có tương tác như là như vậy. Còn bên cửa hàng xe máy Thái Bảo thường lệ như thường lệ là 3 món quà: kiến, hậu, nón, bảo hiểm và nhất để tặng theo chiếc xe. Là trong 3 lĩnh vực đó là đã có sẵn ở cửa hàng. Rồi. Và đến cửa hàng xe máy Thái Bảo là cái điều kiện thứ ba nữa. Quý vị anh chị được trải nghiệm xe trong tuần. Một ở trong tuần anh chị mình mua xe mà chiếc xe này anh chị không thích đổi lại, nó vẫn là bình thường cái giá tiền em bán 10 triệu. Anh chị đổi lại trong tuần chạy trải nghiệm xong, đổi lại cái xe 12 triệu anh chị bù 12 triệu. Anh chị lấy xe 8 triệu bù lại cho em. 8 triệu em bù lại anh chị 2 triệu, đó là được trải nghiệm trong tuần nghe. Em bao anh chị là như vậy. Rồi anh chào anh em các ơi. Anh chào anh em các ơi, chụp hình tấm hình ơi. Rồi hello anh chào mọi người, chào anh em luôn đó, anh chụp hình đi. Ok. Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu trong cái buổi chiều ngày hôm nay nha. Thôi bắt đầu mình review từ ngoài cái dòng 50 đi, mình qua đây luôn cho nó dễ em. Chứ còn mình... đi phải không? Ừ. Rồi. Đây mình bắt đầu xem nha anh em nha. Đây. Đây em về một con này là cúp 81. À, 2020. Đó. Ở đây không ai đánh được, đánh được em giúp giùm á, nhưng mà không có. 1000 cây số nha anh chị. 1000 cây số. Xe là hãng này em chỉ cho người ta coi. Đâu. Xe DTS. À hãng DTS. Rồi. Ốc nháy còn 7 màu, đồ anh rất em, liền. Anh em đi xe ô tô á, anh em có thể nghe trên đài á. Bộ màn hình gì ô tô để tách luôn hỗ trợ đồng hành vậy. Đúng đó rồi đó. Đó anh em. Biển số là 66BA. Đây 66BA 11086 đó. Xe rất thẳng và đẹp. Dạ. Rồi con này anh bán nhiêu tiền đây? 11.500.000 giảm anh em 500, còn 1 triệu xe mới là 19.500.000 đồng. 19.500.000 đồng báo anh em chính xác. Đúng hãng này rất đẹp luôn nghe. Nhìn xe nó nét, chứ không phải chiếc xe mà gọi là nó đèn nó mờ hết nó lù lù đâu. Chiếc xe này rất là đúng thương hiệu. Rồi, ok. Và để tiếp thêm giới thiệu đây là một con xe cũng là 50 luôn. Ồ, xe 50, xe nhỏ chứ anh? À, Zigobot, Zigobot, xe 50, rất là dễ thương. Zigobot. À, biển số là 61BA 01525. Số tiến luôn. 1525.
Xe con rất này, liền và thẳng. Con này mình bán nhiêu anh? 13 triệu giảm anh em 5 triệu còn 12 năm. Đó, để còn. Xe liền lạc ha. Đó. 12.500.000. Rồi. Rồi, ok. Còn em về một cặp Charlie màu hồng phấn. Charlie này thì Charlie Việt Thái nha anh chị. Một cặp Charlie màu hồng phấn, xe này thì ở trong tiệm mới thì người ta bán 18.300.000. Nhưng đây cũng là xe mới em về cặp thử bán vui thôi. 12.500.000 bao xúc quá đơn cho anh chị ra đây. 12.500.000. Rẻ hơn 6 triệu. Bao rẻ hơn 6 triệu, xe chưa gắn gắt giò, chưa có gì, chưa đổ xăng anh chị. Vâng. Chưa làm gì đó. Một cặp Charlie này. Đó, nói chung là những cái xe này mình về là mình dai biển số mới thôi. Đúng rồi, ngay tay ngay chủ anh chị luôn, em xúc quá đơn ra tay ngay chủ luôn. Còn nếu anh về đúng bao tay thì em bao tay luôn cho. Thì tính theo cái tiền phí còn cước bạ cũng có là bao nhiêu nhưng em ra tay luôn cho. Đó. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đây anh ơi. Đây là một con 81-50. Biển số cũ. Xe máy móc em ru không tiếng động nha, 5 triệu 7 không bớt. Nó thẳng cái nào anh bớt là anh bớt, cái này không bớt được cho khách hàng. Tại vì anh mua 5 triệu rưỡi để bán 200 thôi. Rồi có 200 ngàn. 81 đời đầu kim trắng. Rồi. Đời đầu kim trắng. Đó, đó, anh em xem những cái con này coi như là huyền thoại rồi. Rồi đó. Đó. Anh em thích con này thì cứ alo anh Thái Bảo nhá. Còn qua cái khu chờ bụng đi. Rồi tiếp theo thì Thái Bảo thì thiệu một con xe chờ bụng thì con xe này là 2017 đăng ký 2018. Yeah. Xe đi rất ít nha anh chị, xe đi có mười mấy ngàn cây à. Rồi, mấy ngàn cây. Nhưng mà xe là dàn lông, dàn lá trắng tinh từ đầu đuôi, không đè phô, không té ngã. Đó. Đấy, không đẹp bô, không té ngã nha anh em. Đó. Vì xe đẹp lẫn có giá đẹp. Rồi, mình qua cái con phu chờ bên đây thì em coi cái số. Biển số là 20E1-28826, 22.500.000 bớt anh chị 500 còn 22 triệu. 22 triệu. Bao hồ sơ cho anh chị là 22 triệu. Nếu anh chị nào không rút hồ sơ em sẽ giảm 1 triệu còn 21 triệu. Rồi, đấy. Anh em thấy hôm nay giảm giá sập sàn không? Đó. Có thể nói là anh Thái Bảo là một người bán xe rất là có tâm. Tại vì xe này hàng nó hết hàng rồi, anh mua nó khó quá. Rồi, ok. Qua tiếp kế bên này anh. Kế bên là một con xe 71 cũng filter 27 đăng ký 28 luôn. 71B3 24368. 71B3 này anh em ơi. Số lane không nghe. 24888. Số cũng đẹp á. Xe này 19-10 với xe này cũng như nhau luôn. Rồi. Thì giá tiền cũng bằng nhau luôn. Đây. Mà hồ sơ cũng bằng nhau luôn. Y chiếc gì rồi em giới thiệu anh chị. Y chiếc gì rồi. Ok. Rồi chiếc. Đó nhưng mà ngang ngang nhau vậy anh em ơi. Tất cả những xe mà trên 10 triệu là bảo hành 1 năm, dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng. Đấy. Cái tiêu chí của anh Thái Bảo là như vậy. Còn anh em mà ở xa chỉ cần chuyển cặp dưới 1-2 triệu là anh ship tới khu vực anh. Đúng rồi, tới khu vực gần lân cận đó có thể cách vài cây số, 10 cây số, 15 cây số cho anh chị mình tới lấy xe. Rồi. Rồi bây giờ mình qua con tiếp theo đi. Và tiếp theo một con Phôi chợ mập tiếp tục. 2014. 2014. Xe rất thẳng và trắng hết rồi, xe đẹp á. Nó thì anh thấy nó anh, xe đi. Sạch ghê luôn, bữa nay là mấy cái xe sạch ghê luôn. Ra con nào con? Coi như là hôm nay là anh bán gần hết cái cửa hàng mình rồi. Bữa nay là quay để thứ sáu up thôi chứ bây giờ mình nói thiệt em thấy xe đó lên anh xách xe định đi, em nói 4:30 tới là đi kiếm gì để anh hỗ trợ anh em đó. Rồi đó. Nhưng mà có nhiều quý vị anh chị theo dõi nhiều. Trong cửa hàng em có thể là hôm nay không có xe được nhiều nhưng ngày mai em về xe rất là nhiều. Anh chị cứ cần chiếc xe nào cứ gọi alo giùm em cái rủi như em có. Em sẽ tương tác hỗ trợ anh chị mình liền trong những lượt chiếc xe đó. Rồi. Thuộc về vợ con người của bác anh chị mình. Filter. Vâng, tiếp tục. 60F105032 anh chị nhớ rõ biển số giùm em 16.500.000 giảm 500 còn 16 triệu. 16 triệu này. Đó, tại sao con cái 22, 21, 20 mà con này là 16 triệu thì nó đẹp như nhau đó anh chị. Rồi. Nó cũng thẳng băng luôn, 16 triệu đồng. Rồi. Lóc đẹp. Chiếc phụ trợ tiếp theo đi anh. Future đây là future 2004 nghe quý anh chị. Đây, 2004 em quý anh chị. Xe này là nó riêng từ đầu anh đuôi. Nó nghĩa rằng á. Biển số là màu trắng xanh, màu độc lạ. Màu ít, trắng xanh. Ít lắm nghe, xin ý là 2004. Màu trắng xanh, màu độc lạ. Đây cái cùng này anh em ơi. Cái chú kia, chú mua cái con xe anh em thấy ông đang làm kìa. Đấy, đang thay nhớt cho chú luôn này. Mình zoom cho anh em xem. Đó, con phụ trợ đó là zin nha anh em, có 12 triệu mấy trăm mà. Mà con này anh em mình đang coi là con này đời cao rồi. Con này đầu chưa rớt. Đời cao mà giá rẻ thì thấp đó, nhưng mà xe này đầu chưa rớt. Nồi em có mở làm máy lá bốn anh chị. Rồi. Em báo luôn xe này là trước sau cái đầu người ta coi cụ thể trước sau nhớ rõ thì chứ mình ở đó. Đầu chưa có rớt rồi quý anh chị. Đó. Đó okay. Thắng đĩa anh em nha, bánh thắng đĩa. Rồi bán nhiêu con này anh? Con này qua cái biển số người ta coi cụ thể người ta nhớ em chứ không người ta không nhớ đâu. Những cái con xe này là quan trọng nhất để anh chị em mình lớn tuổi. Dạ. Mua xe này. Biển số là 59X271599, xe một đời chủ, một người đi nghe quý anh chị. Một đời chủ, một đời số em luôn. 18 triệu em giảm chị 500 còn 17 năm. 17.500. Đúng rồi, tại vì con xe này cố thẳng. Đó, em bảo anh chị nếu anh chị trực tiếp tới cửa hàng nhìn xe này thì nó như hàng độc lạ đó. Khủng long bộ chú á. Nhiều khi nó không có, còn thứ hai thì nhiều khi màu này ít lắm. Dạ. Dạ. Dần áo này không đi 3.800.000 đem. Đặt á.
Rồi bây giờ mình qua cái con GX FI đó. GX 2018 FI bánh mâm, biển số Cần Thơ, là biển số Tây Đô á. Coi như là con này nó đời cao quá anh em, đừng hỏi nhức đầu. Đúng rồi. Quá là VIP đúng rồi anh em. Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô đó. Đây là 65 Cần Thơ. Đây. 04611. 17.500.000 giảm anh chị 500, còn 17.000.000 ngày 2018 nghe. Bánh mới luôn anh em nha. Rồi. Chiếc này cũng 2018 luôn. À chiếc này luôn. Đó. FI luôn phải không? Đấy bây thì đó, 2018 giờ 18 triệu giảm 500, 67 An Giang anh chị. Coi kỹ giùm em. 67G1519901. Rồi. Đó coi kỹ em, tụi em bán hàng là những cái lĩnh vực nào em nói đúng cho anh chị cùng coi cùng hiểu chứ hỏi quay lại hỏi em cái xe đó bắt ngang em không nhớ được. Anh chị đọc giùm biển số giùm em. Đó, lốc liếc là còn đẹp nha anh em nha. Đấy, con này bán là 17.500. 17.500. Còn con đây là Citad XR. Đó, à, xe này có như là, khỏi cần coi, xe mới 30 mấy triệu âm mi da tay 125 phun xăng điện tử. Dạ. Đó, xe rất liền và thẳng. Từ đầu đến đuôi. Vỏ bánh trước sau mới tinh, bảo hành anh chị 1 năm. 1 năm bảo hành, anh chị bạn thấy chơi chưa? 1 năm bảo hành cũng đã lắm, ít đâu anh chị. Có ai bán xe cũ bảo hành 1 năm với em ít lắm. Tại vì người ta số người ta bán xe mới bảo hành 20.000 cây số nhưng 1 năm anh chị đi nhiều mà vẫn bảo hành được đó. Nhưng ở đây bảo hành cái máy cho anh chị, nhưng những anh em trong những ngày gần đây thì em có khắc phục nhiều cái lĩnh vực như xe ở xa thì những nhỏ nhỏ anh chị làm đi, còn ở gần đây những cái gì cần thiết anh chị ghé cửa hàng để em hỗ trợ anh chị tương tác. Nếu thời gian cửa hàng em được rảnh và em sẽ hẹn anh chị một cái lịch nào đó anh chị tới em hỗ trợ cho. Biển số xe này là 93P2 23653 15 triệu bớt 500.000 đồng. Anh chị em nào thiện cảm tới cửa hàng bớt thêm chút đỉnh. Có nói trong dịp lễ này, nói là làm, dứt khoát không nói lời thứ hai, nói sai nói không lại không được đâu. Lỡ chân gượng được, lỡ miệng gượng được, nhiều khi cũng khó khăn lắm rồi nghe. Một cầm RSX QS, quay RSX đừng em về những con nhỏ nhỏ lạ lạ. RSX thì có hai con, tương tác giá cùng nhau anh chị cùng coi. Đây để mình tiến vô cái khu vực đằng sau cái xe anh em coi nó dễ nha. Coi con RSX trong bìa quay đi trường quay nói giùm anh, cái con đó là 10 triệu bớt 500 còn 9 triệu rưỡi đó. Đây con này anh nói là còn 9 triệu rưỡi, anh em nhớ biển số nha. Đó biển số, lốc máy nè. À, 10 triệu bớt 500 còn 9 triệu rưỡi anh em nha. Rồi bây giờ mình qua cái con RS quay này. Con này là chưa ghi giá để anh Thái Bảo lên. Con này là 12.500.000, một đời chủ một người đi để em báo giá anh chị luôn. Mà xem con này tại sao có 9 triệu rưỡi mà con này tới 12 năm. 12 năm. Rồi bớt anh chị 500 còn 12 triệu, tại vì tương tác chênh lệch nhau 2.5 triệu một con xe. Thì chắc anh chị đã hiểu về chất lượng của nó rồi. Con này nó đi ít hơn anh em ơi, nhìn đẹp hơn nhiều. Không, xe nó thẳng tưng. Nó thẳng ở dây đờn á, mà dây đờn đứt cũng dùng, mà không đứt cũng thẳng. Mà nó nhiều khi đứt cái dây đờn mà chết 50 người không ai tin đúng không? Thì người ta đánh nhiều đứt chứ anh. Không phải. Thằng kia nghe nhạc hay quá, ông đi trên xe khách á, năm mấy chỗ mà trong 4-9 chỗ mà ngồi nghe nhạc, rồi trong khi lúc là thằng ngồi cầm đờn đánh đàn nghe nhạc á. Thì tài xế ngồi nghe ngao thì trong khi dây đờn đứt trúng mắt tài xế mới đổng thắng cái đụng lật xe rồi xong rồi đóng đi luôn. Ok anh em. Rồi. Chứ đứt dây đờn làm sao chết người được. Đến với xe máy Thái Bảo anh vui lắm anh em, tính lắm. Đó nha. Còn quét này thì sao anh? Quét thì liền lạc từ đầu đến đuôi, đầu nồi chưa rớt, bao riêng cho anh chị, vô dĩ đồng hồ màu xanh. Biển sao số là 18 Nam Định. Đó. Rồi Nam Định biển số 18. Là 8B8, cái gì cũng 8 98 94. Rồi 11 triệu giảm anh chị 500 còn 105, nếu anh chị thiện cảm tới cửa hàng em sẽ bớt cho anh chị luôn 1 triệu. Rồi, bớt 1 triệu 10. Tại vì nói là những cái nào em nói anh chị cứ quay clip nhắc lại giùm em nghe, chuyện em nói hồi em quên mất tiêu rồi, cái đầu óc người ta lê quý đôn mà em lê quý độn. Nói chung là không nhiều khi nó quên lu bu công việc hàng ngày nó quên, thì trong những cái clip này có gì sai sót á thì anh chị bỏ qua cho em cửa hàng xe máy Thái Bảo. Còn cái thứ hai nữa, những chiếc xe nào anh chị yêu thích mà nó không, anh chị nhìn không được rõ, anh chị cứ nhắn tin Zalo cho em có nội dung giùm em cái. Nói là anh ơi chụp hình biển số xe gửi dưới xe số xe đó lại cho em mua. Rồi em sẽ chụp hình gửi trực tiếp, dù anh chị không mua em cũng làm cho đàng hoàng, chứ vì trong máy quay mới là tới mấy ngàn người trong Zalo làm sao trả lời hết được. Mà không có nội dung biết ai em mua cái gì và mua cái gì thì anh chị cứ cho em cái nội dung giùm em cái là ok. Em gửi okay. Anh chị ngay lập tức. Cái này là cái kinh nghiệm mà nhau. Đúng rồi. Đây RS đây, ba con. RS. Rồi xe liền băng từ đầu đến đuôi, đầu có rớt cậu khói, bánh mâm ring 209 tem dài. Xe rất thẳng sạch anh chị đi làm. Đó. Đi làm. Biển số Hà Nội, không vội được đâu, cứ từ từ. Rồi. Đó. 30i, 10 triệu bớt 500 còn 9 triệu rưỡi bánh mâm ring anh chị, phải bánh mâm chợ em bao. Bánh mâm ring. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. Rồi mình qua cái con RS bên đây luôn. Mà để tiếp theo RS này thì đầu chưa rớt.
Đầu chưa rớt. Mâm viên đầu chưa rớt. Em báo luôn. Đó, cộng 209 tem dài luôn anh chị. Đầu chưa rớt. Vàng long thẳng đều đều theo năm tháng anh chị nghe, có gì anh chị biểu quay hình lại cho coi rõ hơn, tại vì nó nghe xe nhiều quá. Rồi. Em quay anh chị không thấy đầu đâu trời. Bán mấy anh bao nhiêu anh? 38B16022. Đó. Này 118 bất hẳn chị 811 triệu. Tại vì xe đầu chưa rớt lên cao hơn xe 9 triệu rưỡi là đầu đã rớt rồi, mà máy là nó liền. Còn bên đây. Con này thì tem nó có trài, đầu rớt rồi cũng 10 triệu bất hẳn triệu còn 9 triệu đó. Đó. Bán dẹ luôn đi. Có đi anh chị đi làm công trình đi đâu công việc chở hàng nó phục vụ cho mọi con người tối tân nhất. Anh chị đi 1 năm em sẽ mua lệnh chị 7 triệu rưỡi lỗ 1 triệu rưỡi, 1 năm đến 2 năm. Năm nha. Ừ. Rồi coi qua cái con quay ra S110. Quay rồi S này nãy con kia 17 18 mà con này có 12 năm. Bớt anh chị 500 còn 12 triệu về xe này là bánh căm thắng đĩa nhưng xe thường không FI nghe quý anh chị, bình sang cơ. Em báo là cụ thể xe có trầy xước và chút này không mới tin. Vì em bán hàng em nói thật chứ không nói láo. Nhiều khi nói láo như tại vì những diễn tả của mình là không phải đúng theo phù hợp. Rồi trong có những lỗi lầm mình phải khắc phục quả sửa lại cho anh em những lĩnh vực nào. Rồi ok. Đó, anh em thấy khách hàng vô đang trao đổi nha. Còn quay Alpha bên đây anh. Quay Alpha này thì bị 218, biển số 37F1110. 13880 giá bán 13 năm giảm 500 còn 13 triệu. Đó em báo cáo anh chị luôn, xe rất là liền, đầu nào ring bảo hành chị 1 năm. Đó. 1 năm bảo hành. Đúng rồi. Okay. Rồi tiếp theo là mình sẽ qua một cái con quay Alpha. Đời 2004-06 gì nè nha, đẹp bậy nè anh em. Để mình hỏi anh Thái Bảo cho nó chính xác coi. Con này mất cái hộp sen rồi. Mất cái hộp sen dưới, bữa hôm có anh kia đi rớt rồi. Rồi. Chiếc xe này tình trạng xe liền nguyên con. Đầu nồi có rớt cậu khói nghe anh chị, nhưng xe rất là thẳng trắng xe. Nhìn nó lình lạc. Đó, bô bọng còn hết nghe anh chị, kể cả cao su gất giò còn luôn chiếc xe đó. Anh bán con này bao nhiêu đây? Biển số 63V2 8648, 12 năm giảm 500 còn 12 triệu. 12 triệu. Xe rất thẳng, qua cái bô này đều nhiêu anh? Con này đều nhiêu? Này 203, 24, 203. Rồi. Lúc nắng chưa còn xe rất thẳng nghe anh chị. Con kế bên thì sao? Hai đứa đồng giá bằng nhau. Nhưng còn là tại sao xe này cứ rớt hộp xanh hoài không biết rớt dưới là lý do sao không rớt ra. Anh không hiểu luôn. Chứ mà anh không lái gì hộp xanh dưới anh chị. Nó cũng liền xe này tình trạng bọc keo nguyên con có trầy xước vài đốm nhỏ không đáng kể. Anh chị muốn rõ thì em quay trực tiếp anh chị rõ hơn. Bô bọng còn nguyên, cũng rớt đầu cầu khói 12 năm giảm 500 còn 12 triệu. Rồi, ok. Và trang cửa hàng xe máy Thái Bảo nói luôn là có hỗ trợ hồ sơ cho anh chị trên các tỉnh thành trong cả nước. Nhưng những chiếc xe nào quan trọng anh chị nên làm thì làm, và anh chị không nên làm thì cũng đừng là làm gì. Tại vì tài sản nó quá nhỏ, 12 triệu anh hỗ trợ hồ sơ từ 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi thì anh chị rút nhập vô mất cái khoản phí đó. Nên anh chị đổi xe lại, nó phải mất cái tiền khoản tiền đó của anh chị. Còn nếu anh chị này có nhu cầu em sẽ làm. Tại vì đa số khách của em là hết 95% là không rút hồ sơ. Còn anh chị muốn rút thì em hỗ trợ cho anh chị luôn. Tại vì những này là tạm thời. Hôm nay ít xe lắm, trường này anh bán hết cha mất tiêu rồi, không còn xe nữa, tưởng là em năng ít quá. Không đủ phục vụ khách hàng, thiếu nhiều loại xe, nhiều kinh khủng lắm. Rồi thôi mình tiếp tục đi, quay 110 đi anh. 110 quay 110, tình trạng đầu máy chưa rớt liền bắn 10 triệu 500 bớt 500 còn 10 triệu. 10 triệu. Những chiếc xe nào anh chị không rõ nữa. Đó tại sao quay 110 nên có 9 triệu rưỡi. Con này 9 triệu rưỡi phải không? Bớt 500 còn 9 triệu. Mà 9 triệu có khi là bảo hành con này 1 năm luôn đi. Bảo hành 1 năm bình thường chứ. Cái đó anh bảo hành 1 năm hết về vòng quay S mà. Rồi. Mà tại sao con này là 11 năm anh chị tương chắc giá giùm em. Đây con này nha 11 năm nha. Bớt 500 phải không? Đó 500 còn 11 triệu đó. Tại sao những chiếc xe có giá thị trường nó chênh lệch nhau, mong chị hiểu dùm cho cửa hàng cho máy Thái Bảo. Chứ không phải mình bán cái xe nào cao hay là thấp, nhưng mà thương hiệu đưa ra chất lượng nó phải có, chứ không phải là không có được. Đây quay cái dàn đầu cho anh em xem nhá. Đây cái dàn mặt tiền của nó này, sáng trưa anh em. Nước đẹp, ai uống nước này. Đẹp ha. Rồi tiếp tục là anh em mình sẽ tới mấy cái con gì xì rút này. Xì rút rồi Acelo dòng này nhiều nhá. Đó nhiều lắm. Đó. Rồi anh chị qua để về đến với dòng xe Sirius này thì Thái Bảo giới thiệu anh chị một Sirius 2019. Đâu, đây RC màu đỏ, xe cực kỳ. Rồi. Như cái phong bì luôn á, xe đẹp rất là đẹp nghe anh chị. Nói xe thì thẳng nó cũng được 90% chứ không là can, là không gọi là can mà xe gọi là đẹp. Không chứ gọi là xe lướt. Thắng đĩa. Rồi lướt thì tới 17 triệu mấy mấy như thế này đó, anh chị coi xe cũng sạch lắm. Anh bán con này bao nhiêu anh? 15 triệu. Bớt 500 còn 14 năm, tại vì anh mua vô cũng 13-7 rồi. Anh còn tặng đồ người ta, nói thiệt chứ không mua được rẻ đâu anh chị nghe. Đó. Anh chị coi xe thì rồi em còn tặng quà tặng giá trị này, bớt 500 còn 14 năm. 14 năm. Chiếc xe này. Tại review những xe này cũng khó, trong đây chiếc kế tiếp cũng vậy thôi. Trời, con này. Vậy có gì anh em ơi. Nó cũng kế vậy, nó cũng ai cũng đời vậy luôn. Nóng quá trường 2 mới sáng sao nóng ghê em.
Nhà này thì công nhận kinh thiệt á. À, cái clip này sẽ đăng vào một cái thời gian là thứ năm. Thứ năm, tối thứ năm. Tối thứ năm cho anh em xem để thứ sáu anh em mình mua cho dễ nha anh em nhé. Đây, con RC này thì giá là 15 luôn hả? 15 luôn nhưng vẫn bớt 500, anh em thiện cảm thì RC bớt được hơn chút đỉnh. Tại vì cái nào mình nói cứ tới hàng mỗi chiếc bớt 500 nhưng mà anh em thiện cảm tới đây thì mình cũng phân tích chia sẻ. Okay. Chiếc là nhiều lợi ích chia sẻ anh em cùng để chung tay góp sức cùng cái hàng cho máy Thái Bảo trong lượt mua bán. Đó, tại sao? Đợt trước anh có làm cái event gì mà coi YouTube đăng ký được 500 ngàn hả? Ờ đâu, đăng ký là 100 ngàn em có cạc điện thoại. À với anh nạp cho 60 mấy người. Thì không phải 6 triệu mấy mà cho lâu lâu mình hỗ trợ cái tình thương mến thương với khách hàng mình thôi. Vui quá ta. Ai chia sẻ thì mình cũng vô thôi chứ sao giờ. Rồi, xì rút cho bên đây thì sao? Xì rút này 12 triệu 500 giảm 500 còn 2 triệu 2016. Biển số 6711 An Giang. Đó anh chị coi giùm em biển số rõ. Nhớ biển số nha. Biển số Đồng Nai. 12 triệu em giảm 1 triệu còn 11 em vậy chứ màu xanh em có giảm 1 triệu anh chị coi kỹ giùm em nghe. Giảm 1 triệu nha. À chứ em giảm 1 triệu tiền ship đây thì anh chị chịu hỗ trợ tiền ship giùm em chứ em không hỗ trợ tiền ship nữa thì em lời có chút xíu siêu à. Để chia sẻ sang sẻ khách hàng yêu của mình. Dạ. Rồi, cái bên là mình thấy là con này biển 61 này. 61 2016 luôn. Rồi 2016. Xe tình trạng là xe máy riêng nhưng mà dọn nguyên con thành xe Thái. Như con xe dọn cũng hơi tốn tiền, dọn thành con xe Thái nguyên con. À, mà mâm bạc lóc bạc hết toàn bộ cái gì cũng bạc hết mà thì cũng như tiền bạc mới có không mua xe tiền bạc có như bao nhiêu anh con này đó 12 năm anh giảm 1 triệu luôn còn 11 năm có chỉ giảm là chuyển màu xanh nha quý anh chị. Còn con sử dụng xe với DFI phải không 14 năm đời cao 14 năm đây cái lốc máy nha và cái biển số đây giảm 500 500 nè bánh mâm bánh đĩa đúng rồi. Còn con này rẻ này em ơi 93 rẻ nè 93 thì xe nhập bên đó về đầu ống hơi đầu máy móc riêng bảo hành 1 năm nhưng vàng long mà không bể miếng nào anh chị mà hơi có hơi trầy trước nhiều thì em báo cáo anh chị cái nào có trầy trước thì em báo cáo rõ ràng để anh chị cụ thể hơn nếu anh chị dán keo trầm hay làm gì thì em hỗ trợ anh chị luôn đó. Rồi giá con này bao nhiêu anh? Con này thì 9 triệu 8 bất hẳn 800 còn 9 triệu rồi 9 triệu đồng con này 9 triệu đồng rồi ok rồi có những xe rẻ bất ngờ hơn nữa anh chị ơi đâu còn con xe này màu xám lông chuột màu xám lông chuột cái này 95 giảm 500 còn 9 triệu mình nhớ cái biển số nha anh chị nha nhớ biển số giùm em để coi cái mang cái biển số giùm em còn con 72 RC bên đây này 14 triệu đó cũng là 2018 14 triệu em giảm anh chị yêu 500 còn 13 năm nó từng giá nghe anh chị chứ không phải con nào cao hay con nào thấp đó, 13 người thì có người cao người lùn chất lượng em đưa ra thì cũng phải là nó giống như nhau hết chứ không phải là thầu lao rồi ok anh rồi đây con xì rút bên đây đi xì rút này á vừa rồi em bán rồi 13 triệu 500 cho anh ở Đồng Nai nhưng anh là anh đổi lại con xe cho con gái đi. À con gái đi. À vì xe rút nên không hợp. À, xe này là xe dọn cực kỳ trong ly biền anh chị. Bánh nhỏ đầm chrome phục nai. Nói chung là đồng hồ Goso, nói chung xe này là máy nổ như máy đồng hồ. Em thiệt. Đó em dám nói nổ như máy đồng hồ. À, rất chuẩn anh chị đó. Từ bánh nhỏ trước sau anh chị, xe rất là liền. Máy nó bán ra đồng giá như hồi xưa không anh? Anh vẫn thì thợ đổ xe người ta là người ta đâu có lỗ thì 13 năm anh vẫn bớt cho anh em 1 triệu trên chiếc xe này. Rồi. Giảm 1 triệu. Còn 12 năm. 12 năm. Ok, nó vẫn là như vậy. Rồi, ok anh. Nhớ nha anh em nha. Anh ghi chỉ giảm 1 triệu vẫn đàng hoàng để món quà anh em. Khổ lắm. Rồi. Đó, nó có rõ ràng luôn. Còn bên đây là xe rút dẹp không? Xe rút này thì 2010 máy móc đầu chưa rớt mới em ru. Bao anh về chạy luôn, 7 triệu đồng. 7 triệu đồng. Xe thẳng băng nghe, em bắn 7 triệu, em nãy không đem ra ngoài xe, tại em mắc kẹt, nó nằm trong lỡ trong này rồi, em để trong này luôn nghe. Anh chị chú ý giùm xe này giùm em. 60U3-1317 7 triệu đồng à, rất liền. Còn bớt không anh? Nói chung anh bớt em 2 like hết rồi. Xe nên mua 7 triệu đó. Bán xe 7 triệu vui nó thiệt. Nhiều khi anh có nói với khách hàng yêu của mình rồi, anh sẽ chia sẻ và san sẻ kéo hết mức. Anh soi xét những người nào cũng như mình ở trong một địa phương ở phường này, mình coi cái hộ nào yếu, hộ nào cứng, mình đưa ra cái lịch như thế nào cho hợp lý. Thôi trong... bây giờ như này đi anh. Nói. Em thì chưa bao giờ mà em trả giá cho anh một tập nào đúng không? Thì hôm nay trong cái ngày mà dịp lễ đi, coi như là cửa hàng mình tri ân cho toàn bộ khách hàng, coi như là bán giống như là tặng đi. Rồi. 6 triệu rưỡi cho em được con này không? Ok, rồi. Anh sẽ hỗ trợ khách hàng yêu 6 triệu rưỡi. Rồi. Theo ý của trường, anh cũng đồng hành em cùng nhiều cùng lâu rồi. Đó, đồng hành chợ Tây Ninh thì anh cũng nếu mà xe này anh bán không được 8 triệu thì cũng không bán làm gì, nhưng mà anh bán chỉ 6 triệu rưỡi cho khách hàng yêu của mình thôi. Rồi, đây bắt tay cái đó là đó là chứng nha anh em nha. Nó thực tế đó, những xe này. Anh em đến vào cái dịp lễ là con này trực tiếp giá là 6 triệu rưỡi. Rồi, ok. Đây con Nexlo đi. Tại vì bọn hai silo đồng hồ điện tử nha anh chị. Em bật cho anh chị coi nè. Nút giờ đây đồng hồ điện tử của thằng Ronot. Đó. Đẹp chưa?
Rồi xe tình trạng đầu nồi chưa có rớt nha anh chị, nguyên thủy. Ừ, hai cái đĩa bánh căm niền nhôm phục rai Bosonic, xe rất chuẩn. À, máy nổ em ru không có tiếng động, em báo anh chị luôn, giá bán 11 năm bớt 500 còn 11 triệu. Bán rẻ chứ? Không, anh thiệt, chơi thì chơi, nếu xe dọn đồ vô không mất 7-8 triệu bạc rồi. Nhưng mà tính ra cái xe thị trường, anh em nào chịu chơi con tay Hasilo, chiếc xe này biển số Long An anh chị. Coi giùm em xe này. À, nhớ nha anh em nha, 11 triệu đồng. Còn con Hasilo bên đây zin hơn. Con này 12.000 cây 14 năm, giảm anh em 500, anh em tới cửa hàng thì giảm luôn 1 triệu. Tại vì xe này là 12.000 cây anh chị biết rồi, lốc nó như xe mới. Quá đẹp luôn. Xe mới 27 triệu mấy trăm anh chị, nó lỗ lại một đống tiền rồi, thì em báo cáo anh chị cho cụ thể cho anh chị nói cái tả. Anh chị thấy hai chiếc xe trên này đó, cái giá thị trường nó có giá từng cái hết. Rồi, ok. Bây giờ anh em mình qua cái chiếc quay 110 này. 110 thì 60B8 048101 thì tình trạng máy móc và riêng cái nào rất đầu em báo anh chị. 110 đầu nên bán rất được có trường. Tuyệt vời chưa? Anh chị em mình mua về chở hàng đi rất là nhiều. Đi công trình rất là tốt. Rồi 76D1 cũng 110 luôn, 105. Anh chị có thiện chí thì về điều kiện hoàn cảnh của mình em sẽ hỗ trợ anh chị tương tự và giảm giá cho anh chị những chiếc xe nào thân thương. Nếu em giảm giá được, em sẽ cắt cho anh chị ngay lập tức, không bao giờ em để cái sự mà phiền hà hay trễ nải gì hết, em cắt liền. Dạ. Rồi. Ok, linh lạc. Bây giờ con quay quét 110 thì sao? 110 mặt nạ lớn, xe không tì vết. Liền từ đầu đến đuôi, biển số Thủ Đức kế bên nhà em luôn. Từ ở bên nhà mua cái xe này thì đó, 59X2 24278. 11 triệu 500, giảm anh chị 500 còn 11 triệu, xe rất thẳng, chưa rửa miếng nước anh chị. Còn bỏ đó. Ok, đây 150. Đây là 150 này anh em ơi. 150 chỉ có 21 triệu 500, giảm 500 còn 21 triệu. Máy móc riêng, bảo hành 1 năm. 21 triệu đồng. Bảo hành 1 năm. Ô, con này bán rẻ vậy? Thì giá sao anh bán rẻ vô dịp lễ rồi. Thì anh cũng nói trường là cũng hỗ trợ cho khách hàng yêu của mình những cái xe nào cần thiết. Máy chinh anh chị không đụng đầu nồi chưa rớt, vô còn theo xe nghe. Đó. Chắc lẽ anh phải lâu này ra tri ân chứ anh? Không, anh để năm này tri ân từ từ người ta đã hiểu. Chứ không phải cái nào lâu đi ăn hết mà anh kia chửi anh hoài à. Anh đem trước sang hàng anh bán trong một tiếng đồng hồ hết cái anh kia hỏi chứ cái gì nào cũng hết trơn liền vậy. Thì mình cũng mất lòng cái nhưng như mình ảo mình xịn anh đan nữa, mà không có mà thiệt. Thì người ta bảo là không lát cửa hàng nào để mình mua. Mà cũng hết liền chứ đâu còn anh chị cứ con hàng em đâu có điên. Xe nào em bán em kiếm tiền thì em cứ hỗ trợ anh chị hết luôn, hết mình luôn. 92N1. 8 tiếng núi Thành Quảng Nam. 21 triệu 500, giảm 500 còn 21 triệu. Anh em ha, em đi mua cũng khổ cực lắm chị, mà không có xe mua đâu nè, chẳng qua lại mua lại được con em ở quê thì cái giá hợp lý. Chứ còn rồi 78N4 8,5 triệu, nhưng mà thôi cái này em bán cho anh chị mình tới cửa hàng lấy em để cho 75 luôn nghe, khỏi cần 85 làm gì em bớt hẳn trong 1 triệu này bán. Đúng rồi, 7,5 này đâu mình chi ăn trong những cái dịp lễ này nè. Trong dịp lễ này 7,5 triệu chiếc xe này, máy móc cực kỳ, đầu riêng chưa rớt anh chị. Anh chị nhớ biển số nha. Rồi 78N4. Rồi bây giờ mình ra nút đi. Dạ, nốt thì 16 triệu giảm 500. Thì anh chị cứ tưởng tượng chiếc xe nốt đi 34 triệu mà chỉ còn 16 triệu lỗ hơn nửa tiền anh chị coi đi. À thì em nói thật đấy chứ đâu nói láo đâu. Đó anh chị coi giùm em con nốt. Xe máy rất trắng nha anh chị, chứ không phải cái đồ bỏ đâu. Nguyên thủy. Bảo hành anh chị 1 năm. Đây, biển số đây. Rồi ok anh. Và tiếp theo một chiếc nốt màu xanh 2019, số tay đô luôn, Cần Thơ. Có con này tem chùm à? Tem chùm không, chưa có trải cái nào tích, nó cũng màu xanh, đúng màu xanh luôn đó. Nhưng người ta để màu xanh như đó, nguyên thủy. Anh chị coi 65B2. Đó, em quay cái lốc rồi người ta coi xe đón sạch lắm. 65B2 nha. 17 giảm 500 còn 16 năm, lỗ hơn nửa tiền của xe mới. Con này mới lấy về à? Mới lấy vô cái rột em. Duy ơi. Duy. Đây, cái mặt đồng hồ còn sáng anh em nha. Nguyên thủy xe mấy ngàn cây hả? Rồi. Cái này anh nói thiệt chứ để quá hàng coi mình nói thiệt cái gì đó, cái đó chứ đâu có sầu lâu đâu. 15.000 cây. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Rồi. Con xịt nới cái này ra chú quay mấy chiếc xe trong này chứ để dạy sao chú đến trường đi được không? Rồi. Bây giờ anh em mình sẽ tới cái dòng clip tiếp theo nha. Clip thì 10 triệu giảm 500. Xe tình trạng máy móc là riêng. Chưa rớt đầu nồi chưa rớt anh chị rồi. Em bao 10 triệu giảm 500 với rưỡi số Sài Gòn. Lốc điếc là còn liên lạc anh em ơi. Đúng rồi. Chạm 500 nha. Mà đặc biệt hôm nay em về một con đô bóng rất là xuất sắc nha anh chị. Đôi bóng này thì em nói thiệt là gọi là nó chưa té ngã, chưa đè phô, xe rất là liền và đẹp đó. Từ đầu đu từ chân giò để em lau mấy nước lạnh anh chị cùng coi, lau cái khăn, lau lấy khăn lạnh, lau mặt, lau xe luôn, trời trời đó, cái xe tưởng tượng đẹp quá đó. Đầu nồi máy riêng chưa rớt anh chị đó, tại sao em bán có con 5,3 triệu, 4,5 triệu, 5,5 triệu, nhưng con này là 8,5 triệu nghe anh chị. Đó, anh chị 8,5 triệu bất 500 còn 8 triệu, anh chị nhìn vô cái xe là nói chung là
vẫn hơi bị thẳng, tại vì em mua xe là không bị té. Mấy cái này hay cà tày lắm vậy, nhưng mà còn nguyên hết chưa? Đúng rồi, góc cạnh chưa bị, đúng rồi, mấy góc cạnh mấy góc giò là chưa bị gì hết anh chị, còn nguyên thủy hết nè. Em bao cái xe này chưa té ngã, 8,5 triệu. Ok, mua con xe này nhanh còn kịp anh chị nha. 8,5 triệu nha anh em nhớ nha. Đó còn liên lạc rồi, con cần Classico đi. Classico này thì đó, bộ hôm trước anh có báo khách hàng yêu rồi, tại sao hôm trước cái thấy cái số này anh chị nhớ không, 60N1 này. À nhưng mà anh chị nhớ là em đầu đó là em bán có 8,5 triệu thôi, mà đây là 10 triệu. Lý do hôm đó xe ăn tài như cái tàu lá chuối gió nó bị rách đi thì là em làm sạch sẽ lại như một chiếc xe mới, thì lấy 10 triệu giảm chị 509,5 triệu, em làm hết 1,2 triệu, tính ra em lỗ 200 ngàn tiền làm nữa. À, nhưng hỗ trợ anh chị mình phải nói cụ thể đàng hoàng, sao anh chị trách cái tại sao chứ tôi thấy giá đó mới nên là giá này là không được. Ừ. Rồi bán là 10 triệu, đúng rồi, 9,5 triệu. Ừ, còn 9,5 triệu. Còn đây là một lít xe cổ thái, nguyên riêng máy móc riêng bảo hành chị 1 năm, vàng lông riêng chưa sơn dặm bán túc đó. Nói chung nó không được mới, nó cũng có trài vài đốm nhỏ nhỏ anh chị nghe, chứ em bán xe thì thiệt tình lắm, chứ không phải nói là nó có trài nè, rồi như vài đốm nhỏ nhỏ. Rồi biển số Sài Gòn anh chị đó, có kỹ giùm em, 14 triệu giảm 500 còn 13 năm, 13,5 triệu. Rồi Thái nha anh em nha, nhớ nha, rất xe cầu Thái, còn nào Việt Nam nó nằm kế bên đó nhìn coi biết. Rồi con Noja, Noja thì 12 triệu giảm 500 còn 11 năm, tại vì xe này rất là liền, máy móc em rô bảo hành chị 1 năm, màu vàng hột ga nha, gà mà cái vàng mỡ gà hột gà cũng là nó luôn đó. Thì em báo giá chính xác vì xe em đã bảo hành 1 năm, anh chị phải nghĩ đơn giản, lời có 500-700 ngàn bảo hành 1 năm, tại vì em biết chất lượng của xe nó như thế nào và làm sao, cái cản hơi bị trà chút xíu nghe của anh chị. Bây giờ cho dù cửa hàng khác, ví dụ mà người ta bán 1 triệu đi, 11 triệu đi, anh em xem là người ta có dám bảo hành 1 năm không nha. Anh chị cứ yên tâm, nếu ở gần đây anh chị cứ ghé cửa hàng, những cái gì mà cần thiết hỗ trợ, nếu cái đó không phải phạm vi bảo hành của cửa hàng cho máy Thái Bảo thì Thái Bảo sẽ hỗ trợ anh em bằng cái giá tình thương, nghĩa là phụ tùng kế bên nhà. Anh chị mua qua em thay dùm cho, tận tình với anh chị, không bao giờ lấy tiền lời. Có nghĩa thợ thì người ta sống bằng nghề gì, làm sửa xe mà. Anh mua một bốn đồ 200 ngàn em cho ví dụ, thì người ta thay phải thành 600 rồi. 200 mặt bằng, 200 tiền thợ, 200 mới có tiền lời. Thì tất nhiên người ta phải thay thành 600, còn em đứng ra đây em thì chỉ bán xe và tương tác hỗ trợ khách hàng yêu của mình trên những món đồ đó. Nếu anh chị cần thay những món gì cứ alo tư vấn cho, không bao giờ gọi là sai lệch. Đây còn lít thì anh. Lấy cũng màu vàng kem hột gà luôn. Thì 2010, tình trạng máy móc đầu nồi chưa có rớt, máy riêng bảo hành 1 năm. Thì biển số 93N1, 11 triệu giảm 500 còn 10,5. Thì em bao cho anh chị chạy 1 năm đi. Cửa hàng Thái Bảo đã nói rồi, phạm vi trong tuần anh chị cứ tới lấy xe đừng ngại ngùng. Lấy con nào, con này cũng được, con này cũng được, cái giá có sẵn rồi. Anh chị lấy con 18 triệu ví dụ vậy, anh đi đã không được, không thích trong tuần, quay lại đổi là con 11 thì em thầu tiền đủ cho anh chị. Anh chị chạy số tiền không để đủ, cho người ta trải nghiệm chiếc xe mình, vì chiếc xe có những lỗi lầm gì khúc mắc trong đó người ta sẽ báo cho mình, coi như người ta test giùm xe cho mình đó. Rồi, okay. Lỗi lầm khúc mắc người ta báo cho mình, cái mình hiểu trơn là sướng rồi. À, cái mình lấy cái đó khắc phục hậu quả, bán với khách hàng kia là ok, được từ hai phía, được từ nhiều phía, chứ không phải em làm gì nó coi cho anh chị mượn xe để trải nghiệm thôi, mà thấy ngon anh chị chạy luôn, khỏi phải đổi lại. Ok chưa? Đây con Vespa. Vespa màu đỏ 100 nhiều con lắm, vẫn còn có màu đỏ này. À, Vespa 150. Phun xăng điện tử 18,5 triệu giảm 1 triệu còn 17,5 triệu. Xe này 150 xe nhập nghe anh chị. 150 lốc lớn, hộp xài, FI phun xăng điện tử, xe chưa té ngã, chưa sơn dặm bắn túc, báo anh chị luôn. Ok anh. Quay con ẹt luôn đi anh nhá. Đèn nào nữa? Rồi mình có đây mình quay ngược lại, quay lại ẹt luôn đây, rồi quay lại luôn ha. Đây, con này ẹt 135 anh em ơi. 135. Chỉ về cái giá này chứ 20 triệu bán không nổi anh chị đó. Xe rất liền, máy móc thì em đâu đầu nồi em bao chưa có rớt, cái nào rớt em nói rớt. Em bán hàng là vậy. Đầu nồi chưa có rớt. Nguyên thủy. Vàng lông thì hơi yếu chút anh chị. Đây, chỗ này có chút xíu mẹ đây nè, mấy anh chị người ta coi. Rồi, thấy chưa? Nó có nứt. Nhưng đây, em sẽ hỗ trợ khách hàng yêu một cái này là của nó luôn. Đây, nó đó. Em thế vào đây. Nghĩa là thay cho khách hàng em cái này ai mua. Rồi. 16,563 giảm 500 còn 16 triệu. Rồi rồi, ẹt cũng 16 triệu. Đúng rồi, 16 triệu. Rồi, ok chưa? Và tiếp theo một feature X. Feature X này là nguyên riêng anh chạy đầu nồi bình xăng riêng hết. Chưa sơn giảm bắn túc, xe có trề xước nhẹ vài chút anh chị, không được gọi là mới ken. Nhưng mà có trề xước. Máy thì khỏi cần bàn cãi rồi, em nói riêng là gì? Vì dòng phiêu chờ mà những anh lớn tuổi mua là anh kỹ lắm, chứ không phải như mà mấy em tuổi tên mua chạy sao cũng được, nhưng mà anh này anh kỹ. Thì em báo cụ thể chính xác là vậy luôn. Quay anh sao chứ anh đẩy cho chúng ta là nào. Đồng hồ mặt trước sau đổ máy móc thì không bàn cãi rồi, vô bọng còn nguyên hết. Biển số 39F4 Đồng Nai 1005. 19,5 triệu giảm 500 còn 19 triệu. Đó, phiêu chỉnh. Đó, full check 19 triệu, dạ chưa? Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục cái dòng... Con Zim 110.
Tình trạng máy móc riêng đầu nồi chưa có rớt. À, máy móc riêng đầu nồi chưa có rớt. Chính xác và chính xác báo cáo anh chị luôn. 60C2 200 90 13.500.000 giảm 500 còn 13 triệu. Máy móc bảo hành chị 1 năm. Những lĩnh vực này em bảo hành hết anh chị. 1 năm. Ok anh. Dạ em đưa công chuyện chứ em quay cái bữa nào anh em gặp bữa đây. Cảm ơn anh nha, em cảm ơn nhiều. Rồi anh lấy cái chiếc vô trợ đi rồi anh em ơi. Dạ. Rồi ok. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục cái dòng xe. Thì đây con Alex 2008. Và đây là một con Novo 4. Novo 4 2011. Đó em chuyển. Nhưng con này rẻ hơn có 5 triệu mấy thôi. Nhưng mà con kia 8 triệu mấy tiền thì con xe xe rất liền, rất sạch nha anh chị. Bao chạy, bảo hành. Cho em không nói tào lao. Đó, đang Alex. Rồi nhưng mình quay giới thiệu con này trước đi, đường hang này nó cũng thuộc ở đây luôn. Rim này rim Hà Nội. Có anh Hà Nội anh chốt đó nhưng mà anh có chuyển tiền chứ chưa biết nữa. À đó. Rồi. Xe rất liền, tình trạng thì xe Rim Thánh chị biết rồi thì nó tầm khoảng cỡ mười mấy triệu thì gọi là không cứng đâu, nó gọi là còn đồ, còn được 50% đồ. Em bao anh chị là còn được 50% bô đồ còn nghe. Còn được 50% đồ, lốc đồ đẹp, bình xăng còn, cái đầu đã rớt cậu khói. Em báo luôn vì 15, 16 triệu là xe không được cứng. Rồi. Ừ, thì người ta bán hàng cả 170 mà nha, em bán giá này thì anh chị cũng hiểu rồi. À đó. Rồi, Hà Nội. 16 năm, chiếc riêng dòng riêng giảm 1 triệu hết nha. Ừ, dòng riêng là giảm 1 triệu hết. À, chỉ có 110 không giảm triệu thôi, còn này giảm triệu hết. Rồi. Câu này thì CT thùng lên riêng Thái. Lên nguyên công riêng Thái, 11 năm giảm 500, nếu anh em thiện chỉ giảm luôn 1 triệu. Đó. Thì thùng lên Diêm Thái nguyên con, máy móc thì không bằng cãi nữa anh chị mấy con đó. À. Anh em nhớ nha, nhớ là đến cửa hàng xe Thái Bảo là alo anh trước nha. Nhiều khi là anh đi giao xe cũng chừng. Rồi tiếp tục là con kế bên biển 36 này. À, em coi giá dưới báo giùm anh luôn. Con này là 15 triệu 500, giảm cho anh em 500 ngàn. 1 triệu luôn. Rồi 1 triệu luôn. 1 triệu luôn vì xe này á, thì em cũng báo cáo anh chị rồi. Hộp xe nó còn, gạt te nó còn này, rồi ba cái đầu nòng bình xăng nó còn, nhưng mà phục còn hết, nhưng mà dụ như ba cái niền căm phải lai rồi, lâu ngày mục rồi. Thì cái giá cả mình phải tính ra giá vậy thì không được đẹp nghe anh chị. Anh chị coi nó đều xe thôi, gọi là chạy tốt và bảo hành anh chị 1 năm. Okay. Này Super Dream 203. 16 triệu 500 giảm chị 1 triệu luôn, còn 15 triệu 500. Tình trạng nó cũng giống như hai con vừa rồi em đương nói. À nó chỉ là đồ còn nguyên thủy nhưng mà căm niền nó cũng căm niền con, nhưng mà đồ nó cũng đẹp lắm, mình sườn con. À, nó đeo anh chị tận tình, nếu mua xe này thì gọi alo để em chụp hình quay kỹ anh chị coi rõ hơn. Chứ vì rim nó khó quay, quay cho kỹ. Chưa. Rồi. Còn bên đây thì sao? 16 triệu giảm triệu 15 triệu nó cũng như vậy luôn. Vì anh bán hàng tầm trung, đều giá, những hàng lớn thì anh bán hết rồi. Tại vì anh chị mua cái sao cao quá anh bán hết rồi, còn là hàng này. Rồi bây giờ có một con mà 29 triệu này anh em này. Đây Super Rim. 29 triệu tình trạng riêng nguyên con. Đó, 29 triệu riêng nguyên con đó anh chị, riêng nguyên con thì em nói cho anh chị biết là riêng nguyên con. Đầu nào chưa rớt chưa động gì hết. 72 Vũng Tàu. Rồi, ok, 72 Vũng Tàu anh chị riêng nguyên con 205. Con này chắc không phải bàn cái rồi. Mất mùa lông trả xe em trả tiền. Em nói câu vậy cái chọn chẳng tiền ốc nhái còn bảy màu anh chị, chứ không phải ốc đen thù lùi đâu, căm đen thù lùi đâu. Nguyên thủy. Đây còn con cuối cùng anh em ơi. Supreme nằm gan. À, 51 F6 24 triệu. À, anh chị coi xe này nhưng mà Supreme đầu có rớt cầu khói anh chị đó. Vàng lông vàng lá mình bấm điện còn nguyên. Bô còn hết, căm niền còn luôn. Chỉ có rớt đầu cậu khói. Đó em bảo anh chị nồng gan, Supreme nồng gan và Supreme nồng gan. Vậy giờ chỉ có hai con này là mắc nhất này anh em này, thấy không? Ờ à, thì cái những con nào giá sao anh báo vậy mà trưởng? Chứ đâu báo tầm bậy. Dạ. Trên sau dưới vậy lấy vậy mất ăn mà quấn chị quấn chị lát mà cái trò mà bột mà chúng xì với lại ba mà tiếc người ta giữ hai không lấy ba lấy xì thôi á. Ok anh. Rồi tiếp theo là đây em về một con Alex 2009. Rồi chị đây đi. Rồi 2009. Xe tình trạng là xe liền băng, theo năm tháng anh chị không phải gọi là xe dọn, đây là gọi là chiếc xe riêng. Đó. Máy móc thì không bằng cãi. Em bao anh chị luôn từ đầu đến đuôi, riêng bảo hành anh chị 1 năm. Đó, 1 năm và 1 năm. Ừ. Rồi, 1 năm 1. Biển số 61X2 3541 2009, lốc đen. Rồi bảo hành anh chị luôn. Đây qua tiếp Novo 4. 6 triệu 3 giảm chị 500 còn 5 triệu 8. Đó anh chị coi chiếc xe rất là liền thẳng ngay bảo hành anh chị 6 tháng. Tại sao con kia 8 triệu mấy mà con này có 5 triệu mấy thì anh chị tương tác hỗ trợ giùm em. Ủa con này 5 triệu mấy là dạ cho anh? Dạ nếu xe thị trường xe tụi nó bán phải 65. Cửa hàng khác bán phải 65 nhưng anh bán như vậy là anh sẽ bao cho khách hàng luôn. Chứ còn chạy là bảo hành 6 tháng rồi mới móc viên vỏ trước vỏ sau mới tin liền. Thì anh đã báo như vậy là chính xác 100%. Rồi ok. Rồi cái con 2 da te luôn hả? 2 te này thì 7 triệu rưỡi đồng. Ừ. Để anh cho cái giá cho khách hàng yêu là tại vì xe này 7 triệu rưỡi xe này quá liền và thẳng. Ừ. Em chỉ cho anh từng cái giá 7 triệu rưỡi đồng. Xe màu trắng anh chị, trắng vàng kem. 7 triệu rưỡi bớt 500 chị còn 7 triệu. Đó, xe rất là thẳng, quay bên này trường, trường nó đẹp. Mình nhớ nha, mình nhớ cái biển số nha.
xe rất thắng là thắng. Ờ, thấy chưa, xe đẹp. Mình mới nói đẹp chứ không đẹp mà nói dốc người ta chửi, mà chửi hoài. Làm nghề này làm dâu trăm họ mà em. Dạ. Trời ơi, mình có nói mình thấy mình ăn được rồi mà tao nói còn chê dở nó chết luôn á. Tại vì cái tầm tiền mất tiền đồ tiền cái nào là xe cái đó thôi. Đây anh chị, hai cha tay cũng liền bọc kê nguyên công, tình trạng máy móc trên 5,5 triệu đồng. Đó, 5,5 triệu vậy. 5,5 triệu và 7,5 triệu anh chị, có hai cái nó trên là liền cái xong trên lại được. Việt Nam yêu dấu của mình ơi. Hai cha tay 5,5 triệu là gì ạ? Không, anh bao luôn xe máy móc đầu nồi chưa rớt, bọc kê nguyên công 5,5 triệu không có giá đó đâu. Ở đây anh bao anh chính xác mình bán cái 4 triệu mấy mà xe ăn đường ngắt à. Thứ hai là 7-8 dọn xịt keo tùm lum mà la, nhưng mà xe này nguyên thủy riêng nguyên con, anh bao cáo cho anh chị luôn. Và con Alex đầu bò 63-02288 hai cặp số mà bù trồng do luôn chị nghe, không có nút nào. Số đẹp luôn. Số đẹp đó, xe thẳng. Nguyên con riêng không dọn dẹp bắn túc có trề thước theo 5 tháng. Giá thị trường là 14 triệu giảm 500 còn 13.500.000 đồng. À, bảo hành anh chị mới mất 1 năm. Rồi có thể mình uống miếng nước tạm dừng cái máy chút xíu mình quay lại được không? Rồi, chứ, ok, để chứ, mình uống miếng nước xíu nha anh em nha. Chứ nãy giờ hết thở nổi rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, mình trở lại cái mặt tiền nhá. Mặt tiền trước này để giới thiệu quý vị anh chị những chiếc xe thân thương nhất của cả máy bảo Lexico Thái này, Lexico Việt Nam này, Vision mẫu nhỏ này, Vision mẫu mới này. Thái đây anh em ơi, Lexico Việt Nam, Vision, Lexte này. Lexte mới tinh 2020, ba con của Render. Bụi quá, bụi quá anh chị ơi. Ba con Render rồi. Một con màu xám, một con màu nâu, một con màu xanh nhám. Rồi mình vô trong mình cũng đưa biển số cho mình coi. Chị dắt máy Charlie ra ngoài chú, để ra ngoài cho chú qua ngồi chú đó rộng chỗ. Đây con Classical Thái nha. Xe này tình trạng máy móc là riêng nguyên con anh chị, nhân vàng lông có dọn sơn lại rồi. À, nó không phải màu xanh này, xanh trắng này. Xanh trắng này là sai mà sai, nhưng mà vẫn là màu xanh trắng anh chị. Rồi. À, báo cáo anh chị yêu mình luôn. À. Đây con này biển số 60 Đồng Nai. Máy con này bao nhiêu đây? 13 triệu giảm 500 còn 12 năm. Dạ, 12 triệu 500 ngàn. Rồi, con Lexico này sẽ coi Việt Nam mà vẫn là thẳng này, thẳng tưng. Đây, Việt Nam đây. Lốc đẹp lắm được, lốc ghê, đẹp ghê. Đó, xe đẹp lắm vậy đó. Đó, lốc nha. Bánh còn mới luôn. 9 triệu rưỡi giảm 500 còn 9 triệu. Con dẫn luôn xe ra ngoài luôn cho chú quay luôn. Ừ, dẫn đó. 9 triệu đồng. 9 triệu đồng. Dạ, đây, coi, coi, bỏ ra chú quay. Để động chỗ. Một con Vision không tem màu xanh, xe nhìn cặp lốc anh chị mê hồn luôn đó, thiệt. Nhìn coi, coi mấy cái đó là nó điểm yếu của nó, chứ quay ở ngoài bảo nó xét rẻ cái trang xịt sơn gì đồ tùm lum này cũng như không. Ok đó, thì màu xanh này không tì vấy anh chị, không đầy xước, nhưng mà nói chung là xe cũ thì cũng có hơi mờ mạt nhạt một chút. Rồi con này bán nhiêu đây? 49L104378 anh chị mua, gỡ biển số ngay, biển số hơi mờ. 14.800.000 giảm 500 còn 14.300.000. Chiếc xe đẹp thì em bán đẹp, xe không tem, trắng phéo phèo phèo. À. Rồi đó, còn con Vision màu trắng đây anh em ơi. Rồi màu trắng thì biển số 75H1 anh chị. 30634 anh chị nhìn cặp lốc bánh của em này em ơi. À, xe của em làm riêng, xe Thái Bảo là xe riêng anh chị, không rửa thúc. Tuyệt đối không rửa thúc. Ở đây bán như nào ở rửa thúc được. Em cứ rửa thử đi, anh chị cứ rửa đi. Nó trắng phéo phèo phèo đẹp, nhưng mà anh đây khách là khoảng cỡ một tháng là xe tự nổ hết trơn. Khách hàng lúc nào cũng tới cửa hàng mình có đèo đèo. Xe này trắng tinh đẹp nên chị đèo từ chân đến giò hết. Đó anh đang mua xe cả anh em ơi. Rồi mình... con này anh bán nhiêu đây? 21 triệu giảm 500 còn 20,5. Tại vì xe đẹp là giá xe đẹp. Anh thử con Kimco 50. Rồi. Quá đẹp, 30 mấy triệu xe đó đó. Lexte này sao? Lexte thì 28 triệu 2020, xe này á mà khi mà tính đi mà mua mới là 43 triệu anh chị, cứ ráp xe mới, nhưng mà đây chênh lệch nhau 15 triệu đó. Chênh lệch nhau 15 triệu giảm còn giảm anh chị chút đỉnh nữa nghe. Đó, nó tay mới tinh có 9.000 cây thôi, em không cần bật khóa nữa. Em báo là xe sạch là nó sạch. Con người Render đấy anh ơi. Cà Render này là 24 triệu màu xanh nhám, phiên bản đặc biệt giảm 1 triệu còn 23 triệu. Xe đi 9.000 cây. 9.000 cây số. Đúng rồi. Ok, liền đạt. Còn con tiếp theo là 20 triệu. Cũng đi ít, đời 2016 hết nghe. À, đó anh chị coi đây xe rất là thẳng. 20 triệu giảm chị 1 triệu, còn bao hồ sơ thì 20 triệu đồng, em bao hồ sơ cho anh chị tới nhà luôn. Còn cuối cùng. Con cuối cùng này quất thiệt đỉnh, song ca luôn, đẹp hơn con này luôn, biển số Bình Phước. 20 triệu đồng, 20 triệu đồng anh chị đó. Em giảm anh chị luôn, có giảm đâu hết, mỗi chiếc em giảm 500 rồi, anh chị thương tình em giảm thêm chút đỉnh nữa. Con này đẹp quá ta, em màu lại thế nhưng màu đẹp á, màu rất là sang động. Rồi. Và để tiếp tục hôm nay thì em vừa biết anh chị là ba con xe đang vừa quá gì giờ xe vừa kinh khủng luôn con. Bật điện lên coi trong nhà nữa con. Đây, một con Thái. AB Thái và một con AB Việt Nam Lan Thái 2010. Rồi. À, một con Liberty 2017 đăng ký 2018.
Xe này là bọc keo nguyên công tầm hết Novo NVX nằm ở trong vách tường. ABS luôn nha. Cái xe này vách tường biết không? Cái xe này nó to quá, mình để vô vách tường để cho nó nặng, cái tường nó yếu rồi thì vẫn giữ có ngã đủ, tường có ngã cái này giữ lại được. Chiếc xe nó to mà nặng như quỷ à. Ok anh Nhâm. Rồi. Rồi con đi ra ngoài nó nói gì thôi nhắc. Hồi xưa trong nhà có một cái chiếc xe đồ mười mấy triệu đâu mất tiêu. Bán đồ mất tiêu hết rồi, em về Đắk Nông rồi, Đắk Nông mua rồi. À, con ra bán xe được rồi, con để chú làm cho được rồi, nó chứ làm gì con rồi bán xe thì mình chú đi. Okay. Ừ. Rồi, tiếp theo là mình tới cái con Black Thái nha. Báo cáo anh chị, Black Thái này lọt keo ra nghe, nó còn được 95%. Đây phải không? 549 rồi, một đời chủ một người đi nghe anh chị. Anh chị muốn ủy quyền công chứng sang tay một nốt nhạc xe này. Chiếc xe này thì nói chung là lĩnh vực đẹp, em mua xe nhiều nhưng em chưa gặp xe nào cứng cái xe này. Rồi. Tại vì cứng thì em báo anh chị cứng cặp lốc, nó không có xi ốc anh chị. Nguyên thủy nguyên zin. À, cặp lốc, cái lốc này là báo với khách hàng yêu là cái lốc nào xưa người ta ốm mi nóc nó có nổ em có bắn cái lốc lại thôi. Còn nguyên zin, ốc nhái còn 7 màu ngay, tem mộc không trầy xước. Rồi, giá bao nhiêu anh? 45 triệu, giảm anh em 1 triệu. Anh em nhớ nha, biển số này 45 triệu nha anh em. Rồi, kế bên. Còn Alex Việt Nam, Lan Thái, cũng liền băng từ đầu anh đuôi. Nhân 23 triệu giảm anh em 1 triệu còn 22 triệu. F2. Anh chị nào muốn rút hồ sơ cứ tương tác hỗ trợ, còn em thì hút hồ sơ cho anh chị, anh chị thích cái nào em làm cái đó. Dạ. FI vào FI 2010. Đó anh chị coi đó chính xác. Em quay cái nhẫn, trong khi em quay clip cái nào không rõ anh chị cứ nhắn tin Zalo có nội dung giùm em, nói là nhắn tin giùm xe đó cho coi là em sẽ cho anh chị coi là cụ thể từ đầu đến chân, chi tiết nhỏ của cái điện thoại sẽ rõ hơn anh chị nghe. Ừ. Rồi tiếp theo là một con Biago Liberty ABS 2017 đăng ký 2018. Chiếc xe này là bọc keo nguyên con, máy móc zin. À, xe mới 70 mấy triệu nghe anh chị. ABS đúng không? Quay cho ABS. Ừ. Anh nè, lốc hộp xài à, ABS nó đúng đầu nó, đúng đi đúng 19 18 ngàn đó, đúng đồng hồ không cần mở đồng hồ, bảo hành anh chị 1 năm trên máy móc. Đây lốc tán nó còn trắng nha. Trời ơi, xe 2017 mà đi có mười mấy ngàn, tính đi đăng ký 2018. Ừ. Biển số là 78H1. Hả? 32 năm giảm 500 còn 32 triệu, nếu anh chị thiện chỉ rút hồ sơ thì em bao luôn 31 triệu 500. Rồi. Còn không rút hồ sơ em bán anh chị là 30 triệu. Đó, lỗ chênh lệch nhau 43 triệu chiếc xe. Chung như là chi anh ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Ok. À. Tay nào vết luôn đi. Anh này vết thì xì mít cái. 26 bất triệu còn 25 năm bảo hành chị 1 năm. À, 25 triệu. Lộ, 26 bất triệu bán 1 triệu còn 25 năm nó về cũng quỳ giống luôn. Quá xì mít cây nha em nha. Đấy ai. Cây rồi. Rồi bây giờ mình qua mấy cái đồng nô này. 1 nô 5, 2 nô 5, 3 nô 5, nô 6, nô 5, nô 5. Có nhiều con nô 5 anh chị. Đầu trước ra đầu sau vậy mà giờ nô 5 này đặc biệt của em giá là hơi hợp lệ. Hợp lệ cho anh chị luôn. Rồi, nô 5 anh em ơi, màu xanh GB nha. Trong vết tường, 1 nô 5 màu xanh xe đều anh chị chứ không mới can. Nhưng mà cũng có trầy xước về điểm nhỏ, nhưng mà không đến nỗi phải bẻ tét miếng nào. Ừ. 12 triệu 300 giảm 500 còn 11 triệu 800. 11 triệu 800. À. À. Rồi bài kế tiếp hát karaoke, bài kế tiếp là con này cũng là Novo 5 bọc keo nguyên con. À, dàn mũ xám thì theo năm tháng không có dọn dẹp cái keo còn nguyên nghe anh chị, từ đầu đến đuôi từ chữ đến giò. À, biển số là Hậu Giang Mến Yêu 95H1. Ừ. Con này đẹp mà. 11 triệu giảm anh chị 500 còn 105. Em bao cái giá Novo 5 đem bán là 100% chất lượng anh chị, không quán tụi bậy. Còn con bên đây anh. Còn bên đây thì 11 năm giảm hẳn triệu còn 105 luôn, biển số 48B1, xe cũng liền băng. Ừ, cũng có trầy xước vài chút, máy móc bảo hành 1 năm hết anh chị, không nói tào lao. Riêng xe nô 5, nô 4, nô 6 đầu rớt em không bao giờ bán. Dạ. Vì nó xài nước, rớt đầu bán không có được. Ừ. À, nhớ nhầm nha. Ừ. Còn con nô 6 thì sao? Nô 6 thì 16 năm giảm 500 còn 16 triệu. À, là tại sao nó lại là nó màu xanh bạc nhưng mà xe nó rất sạch. Nó sạch thôi chứ không gọi là mới. À. Rồi. Nô 6. Triệu. Biển số Kiên Giang. Anh ví dụ nô 5 với nô 6 là phân biệt là thế nào á? Cái đầu dài hơn, cái đít nhọn hơn, em nó khác nhau, cái nô 6 gọn hơn. Còn nô 5 có cạnh đây. Nó hai con khác nhau, nó khác nhau nhiều, hình thù nó khác nhau hết. Cái đồng hồ tương tác gần giống nhau mà cũng khác nhau, nhìn kỹ nó khác. Rồi, ok. À, con nô 6 này nhìn đồng hồ đầu đèn người ta vô đẹp không? Nhìn rất là sạch. Đây anh em nè. Còn kế bên là con Novo 5. 10 triệu 500 giảm 500 còn 10 triệu. Rồi, thì nó trong còn 10 triệu. Máy cũng cực chuẩn luôn, bảo hành chị cái nguyên con, có trầy xước vài điểm nhỏ chứ không phải chứ không té bẻ anh chị, khe không té bẻ miếng nào, còn nguyên hết, không té bẻ mà có trầy xước nhỏ. 10 triệu. Nô 6 này luôn. Máy móc zin cũng theo 5 tháng. Rồi. Cái này. Con này. 16 triệu giảm 1 triệu còn 15 triệu. Tại sao con kia 16 này 15? Em bảo hành chị 1 năm luôn đó. Tương tác chính xác là như vậy. Ừ. Cái này còn mấy con nữa anh em ơi. Ờ còn mấy con để em quay nốt luôn. Cái bên này là xe gì hơi bị thiếu xe. Nhưng mà cũng cố gắng là nói chung là Dì ơi, sắp giờ chú quay con.
Đây AB đồ bò một chiếc nha anh em nha. Bên đây chiếc nữa nha. Hai chiếc. Hết rồi. Lo xe để xe tới chút qua. Nhớ mạnh đấy, cho nó có đường đi vô để quay không? Đó trường vô đường này được không em? Được anh. Ừ. Giờ anh em đợi xíu nha, mình bước qua cái khu vực đường hẹp. Hơi bị quá. Kẹt xe đường hẹp. Trước có biển báo đường hẹp rồi, nhìn kỹ giùm anh. Rồi. Rồi con ra ngoài đi con, dây con dịch cái này lên nữa nè. Rồi anh em đợi xíu à. Rồi mình bắt đầu cái con trong đầu bò trong luôn ok. Rồi. Biển số Bạc Liêu. Quay cái biển số nghe cho anh chị coi, vì cái này cái máy em quay được mấy anh quay đó. Được 94. 94 ở trong 13 năm giảm 500 còn 13 triệu. 13 triệu. Đúng rồi. Ok. Vừa rồi có anh nói kêu đầu bò mà bán 13 triệu em mua. Em xin lỗi khách hàng yêu của mình chứ có chiếc đầu bò đẹp mua cho 25 triệu. Chứ đừng nói tới 13 triệu tại vì chơi xe trong lĩnh vực chơi xe là có chiếc riêng, chiếc đẹp, chiếc xấu. Còn tầm này là tầm trung để mình đi làm công việc thôi. Yeah. Chứ còn chiếc xe nhiều khi những chiếc xe mà em mua đến tột đỉnh chứ không phải không đâu, chiếc đầu bò em mua hơn chứ là lắc bây giờ luôn, tại vì nó đẹp đi cái mấy ngàn cây mà sao giá đó không mua mình để anh chị. Yeah. Mua liền lập tức em không còn kịp. Tiền có xe kiếm không có chứ không phải mình nói dốc đâu. Con này em bán 14 năm à? 14 năm giảm 500 còn 14 triệu. Đó, tại sao con 13 triệu 14 triệu anh chị hiểu mà em xe này quá thẳng mà quá đẹp. À. Rồi. Chiều quá lớn. À. Con màu đen. Màu đen thì 13 năm giảm 500, 14 năm về 14 triệu giảm 500 còn 13 năm. Thì tầm đó anh chị cứ làm việc với em trên điện thoại đi. Hoặc là Còn con màu trắng thì sao? Màu trắng là 125 24 tấn máy 3 giây. Đời cao. Thì đời cao. Đó. Thì cái giá này là 20 triệu 500 giảm 500 còn 20 triệu 76 G1 anh chị coi dùm biển số dùm em. FB nha em nha. Rồi, ok. Alex. 17 triệu giảm 500. Tình trạng xe Alex 2010 này là bọc keo nguyên con. Chứ chưa lột miếng keo nào, ốc nháy thì theo 5 tháng không gọi là mới, không xì ốc nha anh chị. Đó. Ok anh em ơi, đấy con Alex 2010, đó, bọc keo nguyên con. 16 triệu 500 ngàn thôi. Con lít. Hai con lít này 2019 xì mít cay hết. Một màu, con Thuận An, con Dĩ An, hai con kế bên cứ giữa cái dòng ở trong nhau luôn đó. Đó. Rồi con đó mỗi con là 32 triệu giảm 1 triệu còn 31 triệu. Dạ. 21 triệu ngay 31 triệu một con á. À 31 triệu một con anh chị thiện chí tới cả em giảm luôn trong chút đỉnh nè. Xe này hai cặp xe này ngay chủ nha anh chị công minh. Okay. Rồi xe này khỏi còn quay nó thẳng tưng bọc keo nguyên con hết, nó chỉ sạch trơn không có vết mít vết trầy. Thì mình báo cáo anh em vậy. Không để đây. Để là bill con có con Mio. Mio Classico. Không, Mio nó không là Mio Ultimo. Máy quá dữ luôn. Đó. 2011 em chỉ anh chị là phục đỏ nghe, mâm trắng. 2011 còn tất cả là mâm đen hết, tại vì đời cuối của nó. Thì xe này em báo cáo anh chị cái giá yêu luôn là 7 triệu rưỡi em bán anh chị, nhưng em không giảm giá. Tại vì xe này là giờ kiếm không ra được hàng chiếc này. Nó ghi 9 triệu rưỡi lận nhưng mà 7 triệu rưỡi là đúng giá thị trường. Dạ. Mình không có nói sai. Còn Alexabet đây chỉ còn mỗi một con duy nhất. Một con này là nói chung là chuẩn xe chuẩn á, có trầy trước vài chút anh chị ngay chứ không gọi là mới, nó có trầy nhỏ nhỏ mình không thấy đâu, nên nó có trầy nên mình đó. Thì có trầy vài chút nhỏ nhỏ, biển số là 76 đó anh chị. Giá 9 triệu đồng, con xe rất là cứng nghe. Em bán gì đâu, có 70 cũng có, 75 cũng có mà 65 cũng có nữa. 9 triệu đồng. 9 triệu đồng. Rồi bây giờ mình còn SH nè. Rồi xuống mấy cái thác bưng mấy con sáp nữa là xong. Sát đi. Nào con này trước đây quan sát. Đón dễ. Một con SH Việt Nam 2017 xì mít cây. Đó. CBS nha chị, không có ABS. Xe rất trắng và thẳng. Biển số thành phố. Bọc keo nguyên con nè. Màu đỏ một đô. Biển số thành phố. Đó, em quay cái lốc rồi khách hàng yêu coi những xe này. Đó, đó. Đây ha. Con này bán nhiêu anh? Con này là anh bán giá thị trường là 70 triệu nhưng có thể giảm với khách hàng còn 69 triệu. Rồi, 69 triệu này. Đúng rồi. Em nhớ nha. Rồi bây giờ mình qua cái con sát này. Một con sát bị trầy cản. Nhưng mà 12 năm giảm 1 triệu còn 1 năm vì xe của em tại sao 1 năm chị máy móc bảo hành chị 2 năm xe này cũng được em không sợ. Tại vì nó chuẩn quá chuẩn đi. À, thử mua mới 50 mấy triệu bây giờ bán giá dạ nha anh chị coi, không phải chỗ khác có thể, chỗ có nhiều chỗ bán 9 triệu cũng có anh chị, 8 triệu cũng có, nhưng mà em không phải bán mắc. Đắt tiền ăn lấy miếng ngon. Tại vì cái dòng này rất là hiểm đồ. Mà cái xe mà dập dập rồi á, ngang nổ tại chỗ ngang về nhà chạy không được là ai là người đứng ra bảo hành. Mà em lại bảo hành 1 năm cho anh chị mới gọi có tréo ngoe đó. À, làm việc là phải nói thẳng thần trước mắt chứ không nói bậy. À, chính xác. Ở đây con thấp màu đỏ. Nó cộng giá như vậy luôn. Đồng giá luôn em. Đúng nha. Rồi. Bảo hành 1 năm. Sắp màu đỏ. 67K1 xe Phú Tân An Giang 12 triệu. Nhưng có thể giảm cho anh chị đó. Lốc đồ rất trắng nha.
12 triệu. Ừ, chứ không phải nói tào lao đâu chị nghe, cái tại vì em đã thích chị hiểu rồi. Bảo hành một năm mà bảo hành ba cái đồ hiểm này chắc chết luôn đó. Không trục trặc cái gì em hiểu được cái xe chứ không hiểu là chết luôn. Nên nữa là qua cái con đề lăng luôn anh ha. Đề lăng rồi, đề lăng thì đó, tại sao những con đề lăng em có thể bán cho anh chị 10 triệu được nhưng em không bảo hành. 12 triệu em không bảo hành tại vì dòng đề lăng đang xài rất là khó. 150 xài nước, nói anh chị hiểu nè, 150 xài nước khi cái dàn nước nó bị một cái anh chị chạy không được, đứng máy liền, lắp bê liền thì làm sao bảo hành. Nhưng chiếc xe này nó biết nguồn gốc xuất xứ của nó, đã làm từ đầu đến đuôi rồi. À, nước mát máy móc làm sạch sẽ, anh chị mình cứ lên mà chạy yên tâm mà chạy bảo hành một năm thì cái giá em bán 59G1 này, cái giá em bán 16 năm giảm anh chị luôn 1 triệu luôn, còn 15 năm thì anh chị nghĩ xe này giảm 1 triệu, tại vì em đã đứng ra bảo hành một năm thì cái xe em rất là tối tân mới bảo hành được chứ. Bây không giờ 34 giảm 500 nữa 15 đi cho chắc luôn này. Nếu anh em thích có nhu cầu ưu tiên thì bên trường nói anh cũng vậy, có một tiếng nói để hỗ trợ tương tác khách hàng của anh là anh rất là vui vẻ chứ không có như người ta, tại vì anh là lấy 500 thôi. Nhưng anh chị nghĩ em lợi xe được bao nhiêu tiền, em lợi bao nhiêu tiền, em mua 14 triệu đó. Nhưng mà giờ em lại em đứng bảo hành anh chị một năm đủ trục trặc cái máy, em làm máy 2 triệu máy chứ em cũng khổ luôn chứ đâu phải đơn giản đâu. Anh chị nghĩ là em bán hàng nó thật chứ đừng có giận em, tại vì em là cái trách nhiệm em cao vì cái những lỗi lầm, những khắc phục hậu quả ở đây là em ok. Như gửi về miền Tây những chiếc xe anh chị nào bị đi mà bị hơi chút xíu anh chị alo cho em từng ngày, em sẽ chuyển khoản cho anh chị để hỗ trợ anh chị, phụ anh chị một chút xíu bằng tình người chứ không phải em bán rồi em buông bỏ đó. Em lấy đồng tiền rồi anh chị mua chiếc được rồi chiếc nữa, mua được chiếc là bà con dòng họ mua chiếc nữa, phải mua chiếc là thấy em có sợ luôn, ôi cái thằng yêu nó bán xe mua chi nữa. Thì từ đó cái uy tín mình á, tạo dựng ra kiếm củi bao nhiêu năm đốt có một ngày nó mất tiêu mất hết. Làm nghề phải có chữ tâm cộng chữ tính, vô chữ tài ra chữ đức mới có dư. Đời sống có đức không sức mang, anh chị phải thương cho em chỗ đó, tại vì em đứng ra bảo hành rất là nặng, em gánh nặng hai vai cho anh chị chứ không phải anh chị nghĩ rằng em bán xe thôi xong không có nhớ không đón cho anh chị cái chạy đem giảm giá bớt hết cho anh chị luôn. Nhưng cuối cùng ai là người gánh hậu quả, em là người đứng ra phải chịu trách nhiệm với xe này là về mặt giấy tờ này, về mặt xe của tất cả là em đứng để chịu trách nhiệm hết. Đừng nói thầy kinh dị này, cố gắng anh chị đó thương thằng Thái Bảo, Thái Bảo thì ủng hộ Thái Bảo nói thẳng. Đấy, bây giờ là khách hàng đang vô cũng nhất là ngày nào thì cũng có khách đều, em sáng chiều nhà em anh khách đều hết. Thôi cuối cùng này cho Thái Bảo cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ cửa hàng xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua, và để tiếp lại chương trình hôm nay thì hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo của chợ Tây Ninh và YouTube của cửa hàng nhà máy Thái Bảo. Rồi, cảm ơn okay, anh chào em. Anh em nhớ là ngày 31, ngày 6 thứ bảy chủ nhật anh em đến đây là cửa hàng giảm giá nha anh em nha. Có giảm giá cho anh em trong dịp lễ này và có thể tặng đó, nói rồi. Anh nào nam tới mua trong dịp lễ tặng thùng bia Tiger về anh em nhậu để nghỉ lễ, uống thùng bia rửa cái xe sạch sẽ. Mua xe gì cũng được tặng hết. Đúng rồi, chào mọi người, chào anh em trên YouTube. Chào. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video. Hãy bấm đăng ký kênh YouTube chợ Tây Ninh để xem nhiều video khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.